Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp lấy mủ bằng cách áp khí mới, giúp ích nhiều cho công việc thu hoạch mủ của bạn. Chắc các bạn sẽ thắc mắc phương pháp này so với phương pháp cạo truyền thống có hiệu quả hơn không? Không biết có nhiều mủ hơn không? Không biết có bỏ nhiều tiền hơn không? Vân vân. Và vô vàn những câu hỏi được nảy sinh trong đầu của bạn. Không biết đặt mua sản phẩm này ở đâu? Rồi cách sử dụng có khó không? Vân vân. Bạn yên tâm, đã có chúng tôi sẽ giúp bạn. Chúng tôi đã không ngừng miệt mài nghiên cứu phương pháp hay này gửi đến bạn. 1. Thu mủ trên cây khô miệng, loét, đứt mủ, gãy ngọn. 2. Thu mủ nhiều trên những vườn đất đai cằn cỗi. 3. Thu mủ tăng sản lượng lên đến tầm 10-20%. 4. Giảm nhân lực và chi phí nhân công nhiều lần. 5. Không lo thức khuya dậy sớm để cạo. 6. Chi phí đầu tư thấp, bảo vệ tuổi thọ cây cao su lâu dài. 7. Thu hoạch mủ kể cả mùa mưa, không sợ cây ướt. 8. Lắp đặt dễ dàng không cần đào tạo tay nghề. 9. Giảm thời gian khai thác mủ xuống đáng kể. Đến với chúng tôi bạn được gì? Được giao hàng tận nơi, hướng dẫn tận tình cách lắp đặt bởi đội ngủ chuyên nghiệp, được giải quyết những sự cố phát sinh mà khách hàng thường hay gặp phải. Hàng chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao hàng và đương nhiên giúp cho bạn thu được lượng mủ đạt sản lượng cao nhất. Bộ sản phẩm gồm có bộ áp khí Ethylene, bộ nắp chóp và túi khí. Nắp chóp được sản xuất từ nhựa chất lượng tốt nhất, túi khí được thử trước từng túi, trước khi giao hàng. Bình khí Ethylene, hàng chất lượng có nguồn gốc rõ ràng, có niêm phong và dán nhãn mác đầy đủ, đảm bảo đủ khí. Máng che mưa, được sản xuất từ nhựa tốt nhất, thời gian sử dụng lâu dài, khi áp vào cây cao su che mưa vô cùng hiệu quả. Máng dẫn mủ, giúp cho quá trình khai thác sẽ nhanh hơn, chỉ cần khoan là đi, thao tác đơn giản. Tín hiệu vui mừng từ khách hàng. Chúng tôi nhận được nhiều hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Khách hàng đã gọi điện thoại cảm ơn chúng tôi rất nhiều. Đa số khách hàng quen họ đã đặt thêm hàng và đã giới thiệu giúp chúng tôi kiếm thêm nhiều khách hàng hơn nữa. Chúng tôi rất hạnh phúc vì mang lại lợi ích cho các bạn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay số hotline 0337667889 để chúng tôi có cơ hội được hỗ trợ bạn tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.